Thế đi bắt cho chọc nuôi với bạn cho chim. Họ nó chim ngay kiểm giấm sầu trắm rồi. Được 200 ngàn. Đi có bữa 3 cân, 4 cân. Đi khắp đó. Đi tìm cả cái đồng lúa về đồng cỏ. Tìm bắt. Đi là vì trời mùa nắng này phải đi sớm để về đi tìm bắt về khỏi nắng. Mua chỗ nón này là phải đưa lụa mua lụa nón. Còn bắt chỗ da là phải mua lụa da nó chín ấy.